hai cái đầu. Nó chỉ có 100.000 thôi mà nó lại có 4 tác dụng, mỗi tác dụng trị giá 25.000. Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Trong những video trước thì chúng mình đã test rất nhiều góc của Shopee, nào là về make up, nào là về skincare. Và mình biết là mọi người cũng thắc mắc về một số sản phẩm không kém, đó chính là về những sản phẩm làm tóc. Thì ngày hôm qua mình đã lên trên Shopee để mình xem là có sản phẩm nào làm tóc vừa hot vừa rẻ mà lại nhận được nhiều review để có thể thử cho mọi người. Thì mình đã mua chiếc máy làm tóc này. Bình thường ấy, ở trong cái tủ những cái đồ làm tóc của mình thì có cũng khá đầy đủ, không khác gì ngoài salon tóc lắm. Thì mình cũng có máy làm xoăn, cũng có máy là, cũng chưa có máy dập xù. Đấy, nhưng mà mình có hai cái máy làm xoăn này, rồi là một cái máy là này, rồi là lược sấy các kiểu. Nhưng mà mỗi lần mà đi đâu ấy, mình thấy là mang đi hết những cái đồ đấy nó khá là bất tiện. Và bây giờ thì mọi người thấy là mình để mái nên là cái việc mà mình tạo kiểu tóc nó cũng thường xuyên hơn. Và mình muốn là tìm một cái loại máy nào đó mà nó có nhiều chức năng để mang đi cho nó nhỏ gọn. Và khi mà mình nhìn thấy cái máy này ở trên Shopee thì ở trên này đang bán với giá là 109.000 cho một chiếc máy này. Mà máy này ở ngoài nó ghi là có tận 4 tác dụng mọi người ạ. Đây, đây là những cái tác dụng của máy đấy. Đầu tiên đó là làm xoăn này. Xoăn là kiểu dập xù luôn ấy, có cả dập xù luôn này. Rồi có cả dùng cho tóc khô và tóc ướt. Rồi làm xoăn kiểu sóng. Rồi có nút để chỉnh chế độ này, rồi là nút tắt bật. Rồi có cả một cái protect cover. Mình chưa mở ra nhưng mình nghĩ nó là một cái vải gì đấy để có thể bảo vệ được cái máy này. Thì cái máy này mình thấy là bình thường ấy, mình mua một cái máy làm xoăn thì cũng phải tầm 200-300 rồi. Nhưng mà cái máy này tận 4 tác dụng mà nó chỉ có hơn 100.000 thôi. Cái tiền ship của nó là khoảng 15.000 và mình đã dùng cái code free ship thì giảm 10.000 là chỉ còn có 5.000 thôi. Vậy là cái máy này mình mua với giá là 113.000 thì phải, cho cả cái máy này là cả ship luôn. Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng mở ra để xem. Và cái máy này nha, đã bán được 4.000 máy và có tận 4,7 sao. Mình đã có đọc review rồi thì mình thấy là mọi người bảo dùng cũng khá là ok nên mình cũng kiểu bất ngờ ấy, bởi vì nó rất là rẻ. Máy này là hiệu Shinon 4-in-1 Multifunction Perfect Curl. Chắc là cái này là made in China nếu mình nhớ không nhầm. Có thể dùng. Nó còn ghi luôn là có thể dùng được ở những nước nào ở đây. Đó. Nó nóng, sẽ nóng tầm 140 cho đến 200 độ C. Được. Ok. Bây giờ mình mở lại. Trời, mọi người nó bé lắm luôn đi. Ôi, nó bé dã man luôn ý. Lúc đầu mình nhìn ở trên cái hình mình nghĩ là nó phải kiểu, ý là nó có 4 tác dụng ấy thì nó cũng phải to như thế nào, nhưng mà nó còn bé hơn cái máy làm xoăn của mình đang có luôn. Cái cảm nhận đầu tiên đó là tất cả những thứ mà ở ngoài này thì nó là nhựa. Và tất nhiên là với giá 100.000 thì mình không thể expect là nhìn nó kiểu sang trọng đắt tiền gì lắm. Nhìn nó rất là bình thường thôi. Từ lúc đầu ấy, khi mà mình có ý tưởng làm cái video này là mình muốn là mua rất là nhiều loại máy để thử cho mọi người. Nhưng mà đến lúc mà mình nhìn thấy cái máy này là 4 trong 1 phát là mình phải mua đầu tiên. Đây, cảm giác cầm nó không được đắt tiền cho lắm. À, cái protect cover là cái này. Thế nó là cái bằng nhựa ấy để nó bịt vào cái phần trên này, chứ nó cũng không phải là một cái vỏ bằng vải gì đó. Ok, để xem là chế độ 4 trong 1 nó như nào nha. Ok, mình hiểu rồi. Tức là nhá, mọi người nhìn được không? Ở đây nó sẽ có một cái nút để chỉnh cái chế độ. Thì khi mà mọi người xoay sang một cái chế độ khác ấy, thì nó sẽ tự khóa cái đầu kia lại. Và nó sẽ chuyển sang cái... đây, nó sẽ là cái này. Cái này là để làm xoăn này. Đó, curl, curly. Curly, viết sai chính tả nha. Straight. Đấy, nếu mà muốn là tóc thì chuyển sang chế độ straight là thẳng này. Thì nó sẽ unlock cái chế độ đấy. Thực sự là nó không được smooth lắm ấy, không được. Rồi, theo như mình thấy ở đây thì nó có 3 chế độ chứ không phải 4 mọi người. Đầu tiên là corn hot này. Corn hot là chế độ gì? Chắc là đây, dập xù, kiểu xoăn kiểu sóng gập ấy. Bây giờ mình sẽ cắm thử vào nha mọi người để xem là dùng nó như thế nào.
cũng không kiểu cấu tạo của nó thì cũng rất là đơn giản thôi. Nó chỉ là một cái dây này thì so với cả những cái máy làm tóc ấy thì mình thấy là nó hơi ngắn. Bình thường nếu mà mọi người đi ra hàng làm tóc hoặc là mọi người nhìn thấy mình làm tóc bằng những cái máy làm xoăn của mình thì cái dây nó sẽ rất dài để cho mình có thể dễ dàng điều chỉnh ấy, nhưng mà cái dây này nó khá là ngắn, không biết là có thuận lợi gì không cho cái việc. Bây giờ thì mình sẽ thử ở trên cái phần đầu này của mình ấy, thì mình sẽ sử dụng chế độ dập xù. Mình dập xù chưa có kinh nghiệm nhiều lắm nên không biết là hôm nay sẽ làm sao. Còn ở cái phần đuôi thì mình sẽ thử làm xoăn xem là cái máy này nó có nóng nhanh không và nó có giữ được xoăn lâu không nha. Mình vừa mới cắm điện vào rồi và mình cắm được khoảng 2 phút thì nó cũng đang bắt đầu nóng dần lên. Mình có đọc một số những cái review của mọi người ở trên các bạn mà đã dùng máy rồi ấy, thì các bạn nói là máy này nóng hơi chậm, nhưng mà mình thấy là nó nóng cũng khá nhanh đấy chứ cũng không phải là quá chậm đâu. Sau khoảng 4 đến 5 phút thì nó cũng có nóng hơn rồi, nhưng mà so với cái máy là chuyên dụng của mình ấy thì nó không có nóng bằng. Nhưng mà thôi, đối với một cái máy 4 trong 1 khi mà nó phải truyền nhiệt vào 3-4 cái chế độ khác nhau ấy thì mình nghĩ là nó cũng sẽ không thể nào mà nóng bằng cái máy chuyên là được. Em sẽ thử nhá. Tóc mình thì bây giờ cũng khá là thẳng rồi. Đây, thử đoạn này đi. Để mình nhìn vào gương nha mọi người. Trong này ở trên cái hộp ấy người ta nói là có cả chế độ dùng tóc ướt, nhưng mà mình đang thực sự không hiểu lắm là cái chế độ dùng tóc ướt nó như nào. Thế cái cảm giác cầm máy trên tay của nó không được, gọi là gì ta, nó không được chặt cho lắm ấy, bởi vì nó bị, ví dụ như khi mà mình cầm máy là thì mình sẽ bóp nó vào như này đúng không, nhưng mà ở trên này nó bị vướng cái phần trên này nên là nó không được thoải mái cho lắm. Ow. Kiểu nó không được chặt đấy mọi người, bình thường máy là mọi người sẽ phải ép chặt hai cái đầu. Mọi người phải ép chặt hai cái đầu với nhau nha, mình cảm giác như nó không được chặt lắm. Kiểu nó chỉ hơi gọi là ấm ấm một tí thôi chứ nó không có chế độ là mình thấy ạ. Chế độ là so với cả máy là chuyên dụng thì mình thấy là không có ok lắm. Rồi bây giờ thử chế độ làm xoăn nha. Thử chế độ làm xoăn. Curly. Rồi bây giờ chúng mình sẽ thử chế độ làm xoăn trước. Trước khi mình làm xoăn ấy, bao giờ mình cũng sẽ lấy một cái kẹp càng cua và mình kẹp để chia tóc ra thành khoảng 3 phần cho nó dễ điều chỉnh ấy. Ví dụ như cái này. Tại vì khi mà mọi người lấy cả một cái section tóc mà nó to đùng ấy thì nó rất là khó để làm xoăn cho cái tóc của mình. Mà mình chia nó làm từng cái phần mỏng hơn một xíu. Đấy. Thử nha. Mà thực ra cái máy nó cũng hơi bé mọi người. Thử nhá. Mọi người thấy không? Nó không có quấn được hết cái phần tóc của mình á. Bạn là tóc ngắn thì chắc là được. Tóc mình cũng không phải là quá dài đâu, nhưng mà nó thuộc dạng kiểu medium. Ok, bây giờ thử thả ra nhá. Không tệ, không tệ mọi người ơi. Không tệ lắm nha. Cũng ok nha, nó cho một cái xoăn rất là mềm. Và mọi người nhớ nhá, đây, như mình sẽ hướng dẫn lại mọi người một lần nữa này. Khi mà mình sẽ lấy khoảng một section nữa. Mọi người mở cái này ra nhá. Mở cái này ra này. Kéo đến phần đuôi tóc này. Và mình sẽ cuộn nó lên. Và theo cái xoăn mà mình hay làm ấy thì mọi người sẽ cuộn nó vào trong. Mọi khi thì khi mà mình dùng cái máy mà nó không có cái kẹp này thì mình sẽ cuốn cái xoăn ra ngoài, nhưng mà khi mà có cái kẹp này mình cuốn vào trong thì mình thấy nó thuận tay hơn. Tóc nóng phết đấy. Mình cứ nghĩ là tóc mình dài ấy nên là nó sẽ không tiếp xúc được với cái
cái que ở trong ấy, nhưng mà nó cũng nóng phết. Rồi bỏ ra nhà. Sau đó này mọi người thả nhẹ theo chiều dọc như thế này thì cái xoăn nó sẽ đẹp hơn và nó không bị rối tung hết cả lên đấy. Oh, very good. Còn về cái chuyện mà nó có giữ lâu được hay không ấy thì thực ra nó cũng có khá là nhiều những cái nguyên nhân tác động khác nhau. Thứ nhất là khi mà ở Hà Nội thời tiết đang ẩm như thế này, nhiều khi nó sẽ không giữ được xoăn quá lâu. Mọi người làm xoăn rất đẹp, nhưng mà mọi người bước ra khỏi cửa một cái, đi ra ngoài đường một cái là xoăn nó rũi luôn. Rồi nhiều khi do chất tóc của mọi người nữa, chứ cũng không phải là riêng dành cho máy đâu. Nhiều khi tóc mình là tóc rất là ăn xoăn. Mình hầu như là không bao giờ phải sử dụng những cái sản phẩm xịt để giữ nếp ấy. Ow! Ow! Mọi người nhớ nha, là kéo ra ngoài một chút rồi hãng mở cái kẹp ra nha. Không phải giống như mình lúc đấy là mình thả ra một cái là nó chạm vào cổ luôn. Mặc dù là cái này, máy này thì nói thật là so với cả những cái máy làm xoăn chuyên dụng thì nó không phải là nóng lắm, nhưng mà nó cũng được việc mọi người ạ. Đã xong lớp đầu tiên rồi, bây giờ mình sẽ làm hết cả đầu xong cho mọi người xem kết quả nha. Vậy là sau 25 phút thì mình đã làm xong quả đầu này. Bình thường ấy, tóc mình là một đứa tóc rất mỏng. Và khi mà mình làm với cả cái máy mình đang có thì chỉ mất khoảng từ 10 cùng lắm là 15 phút thôi. Nhưng mà cái máy này nó sẽ tốn thời gian nhiều hơn, bởi vì cái trục của nó bị nhỏ ấy và nó bị ngắn nữa. Nên là khi mà mình làm thì mình phải lấy những cái sợi tóc nó nhỏ hơn, là mình phải chia, bình thường mình chỉ chia gọi là 3 section ở trên đầu thôi, nhưng mà ngày hôm nay mình phải chia làm 4 để cho cái máy này nó có thể có cái nhiệt độ nó tác dụng lên tóc mình nhiều hơn. Nên mọi người lưu ý là đối với những bạn tóc dày thì cái này nó sẽ tốn khá nhiều thời gian, vì máy này nó bé mà, nên là nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Và có một cái nữa đó là cái dây điện này nó quá ngắn mọi người ơi. Nhiều khi mình làm tóc ấy, mình sẽ phải xoay cái dây nó vòng vòng một tí ấy, và một lúc sau nó sẽ bắt đầu xoắn lại và nó sẽ kéo cái ổ điện của mình đi. Nên đấy là một cái mà mình không thích về cái máy này, dây điện nó quá là ngắn. Còn thực ra để nói về cái tác dụng của nó thì đây, như mọi người nhìn thấy là nó có tác dụng ở trên tóc của mình. Mình có thể làm xoăn được với cái máy này. Và bây giờ, last but not least, chúng mình sẽ thử nốt cái tác dụng cuối cùng của nó. Đấy là dập xù một chút để xem mà nó có phồng không nhá. Nói thật mọi người là mình không có kinh nghiệm dập xù đâu, bởi vì lần gần nhất mình làm ấy, đầu mình nó to dã man. Thử nhá. Thường thì khi dập sẽ phải để sát cái chân tóc một tí. Rồi đây, mình đang phải dùng lực rất mạnh, vì cái máy này khi mà mọi người ấn mạnh ấy, nó không có khít được như là cái máy chuyên dụng. Mà mình cũng không thể để cái tay vào đây để mình sờ vào được, vì nó đang nóng. Đó, mọi người thấy là... Đây, mọi người thấy không ạ? Nó chỉ xù một xíu thôi, không bị quá là mì tôm ấy. Chính ra cái phần dập xù cái máy này ấy, nó không bị, nó không ăn quá, nó không có nhiều nhiệt độ, nó không nóng quá ấy, thì nó lại phù hợp với mình. Bởi vì những lần trước khi mình làm với cả những cái máy mà nó nóng mà nó có tác dụng ngay ấy, thì nó sẽ bị rất là ăn và đầu mình nó sẽ bị to ấy. Và đầu mình chỉ kiểu hợp những cái mà nó dập xù nhưng mà nó chỉ dập mỏng thôi, và nó dập ít thôi thì nó sẽ đỡ. À đây, mình có thể cầm vào đây được. Thế này, nếu mọi người muốn chặt hơn ấy thì cầm vào cái đầu này, nhưng mà cũng khá mạo hiểm vì nhiều khi mình không để ý là bỏng ngay. Đấy, nếu mọi người muốn nó xoăn hơn ấy, muốn cái là với cả cái chế độ dập xù nó phát huy tác dụng nhiều hơn, thì mọi người sẽ nên cầm vào cái đầu này. Đây, cái đầu này này. Nhưng mà phải vô cùng cẩn thận nha, hoặc là phải đeo găng tay vào, chứ không là nó sẽ dễ, rất dễ bỏng. Đấy, hai bên này nó phồng hơn rồi này, đúng không mọi người? Rồi, bây giờ tắt máy,
cái nút tắt ở đây, kéo xuống là được. Xong rồi làm nào, đóng cái phần này vào ta. Xoay. Đây. Đó, vậy là đã hoàn thành xong kiểu tóc ngày hôm nay với chiếc máy 4 trong 1 này. Để mà nhận xét về cái máy này ấy, thì đây, như mọi người nhìn thấy là tóc mình khá là ăn điện. Và mình mới làm tóc này được 5 phút nhỉ? 5 phút thôi mà nó cũng duỗi ra ít nhiều rồi. Nhưng mà nó duỗi thì nó không phải là kiểu nó thẳng đơ ra luôn, mà nó vẫn có một cái sóng. Nên là máy này ấy, mọi người, nó chỉ có 100.000 thôi, mà nó lại có 4 tác dụng, mỗi tác dụng trị giá 25.000. Thì mọi người cũng không quá nên quá trông chờ vào cái tác dụng của thần thánh của cái máy này, là nó kiểu có thể như là những cái máy chuyên dụng. Nhưng mà khi mà đi du lịch hoặc là khi mà cần những cái thứ nó nhỏ gọn thôi. Rồi bây giờ để kết luận lại về cái máy này, thì đối với cả những người mà hay làm xoăn như mình và mình cần là nó phải giữ nếp được lâu và cần làm với tốc độ nhanh hơn một tí, tức mình chỉ có 10 đến 15 phút để mình làm tóc thôi, mình không có quá nhiều thời gian, và một tuần thì mình làm xoăn khoảng từ 2 đến 3 lần thì mình sẽ không sử dụng cái máy này nhiều. Nhưng mà những bạn nào mà mọi người còn là sinh viên, là mọi người không có làm xoăn nhiều và không có nhu cầu tạo kiểu nhiều và thỉnh thoảng lắm mới cần một cái thôi, và hoặc là mang đi du lịch để làm cho bạn bè gì đó ấy, thì mình thấy với cả cái giá 100.000 thì thế này là ok. Nó có thể làm xoăn được nhưng mà nó sẽ không giữ nếp quá lâu đâu. Mọi người nhìn là tóc mình mới làm được khoảng 10 phút mà nó cũng duỗi ra ít nhiều rồi, và như mình nói là nó cũng phụ thuộc vào khá là nhiều lý do. Thời tiết ngày hôm nay cũng ẩm ấy, thì nó cũng có tác dụng. Nhưng mà để mà nói là nó thần thánh thì nó không thể là thần thánh được, bởi vì cái này nó chỉ có 100.000 thôi mà nó có tận 4 tác dụng liền. Mỗi tác dụng chỉ có 25.000 thì mọi người cũng không thể nào expect quá nhiều đúng không? Chỉ hy vọng là nhà sản xuất có thể đừng keyboard quá mà cho thêm ít dây điện. Cái này nó, nếu mà mọi người làm cho người khác ấy, hoặc là cái chỗ mà mọi người ngồi làm tóc mà nó không cần ổ điện ấy, thì nó sẽ hơi bất tiện, bởi vì mọi người sẽ phải kéo ra kéo vào cái máy như thế này. Còn về cái máy này mọi người hỏi mình có nên mua hay không, thì nếu mà nhu cầu của mọi người sử dụng không quá nhiều và tóc mọi người không bị quá dày thì có thể thử được, để xem là thỉnh thoảng đi đâu mình kiểu dập một chút ở đầu này, hoặc là mình làm xoăn một chút nhẹ nhàng, hoặc là mình là lại cái phần mái ấy, thì cái này nó cũng tiện, nó 4 trong 1 luôn, thì mọi người có thể thử. Mình sẽ để link Shopee ở dưới description box cho mọi người tham khảo nhé. Video ngày hôm nay thì đến đây là hết. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian xem video này, và chúng mình sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Bye bye.